Định cư tại một đất nước mới thì luôn là một cái quyết định rất là lớn và quan trọng đối với cả gia đình. Và trường hợp nếu như khách hàng là single mom thì cái quyết định này dường như sẽ thêm cái sự trăn trở và rất là nhiều cái nỗi niềm băn khoăn. Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư, em là Vũ Phượng, em là chuyên viên tư vấn các chương trình di trú và quốc tịch của công ty Baltico and Bridge. Và như một cái sự may mắn và có duyên là thời gian gần đây thì Phượng có cơ hội được trao đổi với rất nhiều các chị khách hàng hiện tại đang là single mom. Và sau một thời gian tư vấn và chia sẻ đối với các chị này thì Phượng có hỏi là lý do tại sao mà các chị ấy lại chọn Manta là đất nước để định cư cho mẹ và các con sau này. Thì sau đây là 6 lý do mà các single mom lựa chọn Manta để định cư. Lý do đầu tiên có thể kể đến là Manta được xem là một trong những quốc gia an toàn bậc nhất dành cho phụ nữ và trẻ em. Thì cái điều này là được các tổ chức và các thống kê, các bảng xếp hạng họ đánh giá và xem xét dựa trên nhiều yếu tố. Và đối với Manta, tại quốc đảo Manta thì phụ nữ và trẻ em luôn là cái nằm trong cái mục ưu tiên hàng đầu của quốc gia này. Lý do thứ hai đó chính là cái chi phí ban đầu thấp. Thật ra mà nói là đối với các khách hàng là single mom thì cái phần tài chính các chị ấy dành cho chương trình định cư thì thông thường sẽ là vừa đủ hoặc là nhỉnh hơn một chút thôi chứ không phải là quá nhiều. Do đó là cái chi phí ban đầu chỉ hơn 3 tỷ để cho cả gia đình mẹ và những người con có cái thẻ xanh của Manta thì là một cái chi phí rất là hợp lý. Bởi vì nếu như cái chi phí ban đầu quá cao thì nó sẽ thâm hụt vào cái ngân sách tài chính dự trù của các chị single mom. Và lý do thứ ba đó chính là giáo dục. Thật ra mà nói là đây chính là cái lý do tiên quyết nhất mà các mẹ chọn. Bởi vì nếu như phải đánh đổi cái sự quen thuộc, ổn định tại đất nước hiện tại họ đang sinh sống mà để di chuyển đến một cái nơi xa xôi và mới hoàn toàn luôn thì giáo dục sẽ là cái yếu tố tiên quyết quyết định nhất. Bởi vì bởi như các mẹ, các chị luôn chia sẻ với Phượng là thật ra là vì con cái nên là chị mới đánh đổi và chấp nhận hy sinh thôi. Chứ nếu như không phải vì con cái thì chị cứ ở Việt Nam cho sung sướng, cho thoải mái hơn. Thì cái nền giáo dục chuẩn UK 100% miễn phí cho tới năm 18 tuổi và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh tại trường công thì sẽ là một cái yếu tố vô cùng hấp dẫn và thu hút đối với các mẹ. Và lý do thứ tư đó chính là linh hoạt về thời gian. Bởi vì các chị đối với cái chương trình thường trú nhân Manta sau khi mà mình được cái thư phê duyệt rồi và mình có cái thẻ PR rồi thì các chị mình hoàn toàn có thể tiếp tục ở Việt Nam để mình củng cố thêm cái nguồn tài chính. Ví dụ như là có những chị thì tầm tài chính vừa đủ và sau khi trừ đi cái nguồn trừ đi cái khoản mình đầu tư thì mình cái khoản còn lại nó không nhiều. Do đó là các chị vẫn có thể tiếp tục ở Việt Nam để mình build up thêm cái nguồn tài chính của mình mạnh hơn, rồi sau đó khi mọi thứ đã ổn định và các chị cảm thấy là đã đủ rồi thì khi đó mình đi vẫn được. Thì đây chính là một cái yếu tố vô cùng linh hoạt và phù hợp cho các chị để mình có thể cân nhắc. Và lý do thứ năm đó chính là bố mẹ có thể đi cùng trong hồ sơ. Thật ra mà nói thì đây là một cái yếu tố vô cùng nhân văn luôn, bởi vì có một số các chị chia sẻ với Phượng là các chương trình định cư khác thì khi mà chị đi thì chị sẽ đi cùng con thôi, mẹ chị không có đi cùng được, do đó là chị cũng không nỡ để mẹ ở Việt Nam một mình. Thì đối với chương trình này là các chị khách hàng cùng với con và bà ngoại có thể đi cùng với nhau đi qua bên Manta luôn. Đây là một yếu tố rất là tốt đúng không ạ? Và lý do cuối cùng đó chính là rất là dễ dàng và thuận tiện cho cái việc bổ sung thêm hồ sơ của người phối ngẫu sau này. Khi mà trong tương lai các chị mình có kết hôn thêm thì mình sẽ hoàn toàn có thể add on, mình bổ sung thêm cái hồ sơ của người chồng sau này và người chồng sẽ có thẻ xanh giống như mình luôn và không có cái rào cản hoặc là bất kỳ cái khó khăn cản trở nào hết. Thật ra là Phượng luôn chia sẻ với các chị khách hàng là bất kỳ sự lựa chọn nào cũng sẽ phải có cái giá đi kèm mà mình phải đánh đổi. Và có những cái chị khách hàng thân thiết thì còn chia sẻ với Phượng là Phượng ơi, thật ra dưới góc độ tư vấn của em thì chị có nên đi cái chương trình này không? Thì Phượng không thể nói là chị nên đi hay nên ở được hết, và Phượng luôn chia sẻ là chị hãy phân tích và đưa ra cái được so sánh rất là rõ ràng được và mất. Và khi nào cái mình cảm thấy là cái được nó nhiều hơn cái mất thì mình chọn thôi, chứ làm sao mà có thể một cái sự lựa chọn nào mà nó tốt và nó toàn vẹn 100% được, phải không ạ? Và nếu như một khi mình đã quyết định với cái sự lựa chọn đó thì mình hãy kiên trì và làm tới cùng và để thành công nhé. Dù là các chị đi hay là các chị ở thì các chị vẫn phải happy với cái sự lựa chọn của mình, thì đó mới là cái điều quan trọng nhất đúng không ạ? Và nếu như các anh chị mình thấy cái thông tin Phượng vừa chia sẻ thú vị và hữu ích thì đừng ngần ngại cho Phượng xin một like cũng như là bấm theo dõi kênh Định cư châu Âu cùng Vũ Phượng để luôn cập nhật những cái tin tức mới và thú vị về định cư nhé. Phượng cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.